Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai, trộm nhìn anh thật lâu em chẳng biết đúng sai. Thật may anh không nhận ra. Rồi thứ ba lại gặp anh ở đây. Lần này em chẳng mong có gì mới đâu, chẳng gọi cặp chỉ nữa hay mà khi á đâu. Vậy mà chẳng biết tại sao em lại yêu xem và rồi em đi lại like, oh. Nhà đất Anh Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Bắp Tân Bình, quận 12. Xin chào quý khách hàng. Video ngày hôm nay Hùng xin đưa chúng ta đến với một căn nhà mặt tiền nằm trên trục đường Phan Ích, phường 15, quận Tân Bình, kế bên đường Trường Chinh. Và đây là một căn nhà rất đẹp với diện tích ngang 5,5m, độ dài 14m, được thiết kế là một lửng và 3 lầu. Đây là mặt tiền mà chính căn nhà chúng ta, một căn nhà villa mini, một căn biệt thự phố nha quý vị. Mặt tiền thiết kế rất là hầm hố và cực kỳ đẹp với những mái vòm cũng như là ban công nhôm đúc bên ngoài rất cao cấp. Chúng ta để ý mặt tiền mặt chính căn nhà này. Và đây là một căn nhà mặt tiền đường nha quý vị, một căn nhà mà có hướng chính là hướng đông bắc, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là tây tứ trạch. Và đây là con đường trước nhà này. Chúng ta sẽ cùng nhau để ý con đường trước nhà, một con đường kinh doanh buôn bán sầm uất, một con đường thông. Kế bên là chung cư nha mọi người, kế bên là chung cư cao cấp này. Chung cư rất là đẹp và khu vực này chúng ta buôn bán khá sầm uất luôn nha mọi người. Đây là khu vực chung cư bên ngoài. Khu này rất là thoáng mát nha quý vị. Đó, chung cư này, chung cư chúng ta này. Rất là thoáng mát luôn nha. Và nhà thì nằm trên trục đường số con đường 12m, cách mặt tiền đường chính đường Phan X khoảng chừng 50m thôi là tới nhà mình rồi. Đây là một căn nhà rất đẹp nha quý vị, một căn nhà mà đang có giá bán vô cùng mềm. Giá bán gia chủ đang chào ra chỉ 11 tỷ 950 triệu đồng thôi nha quý vị, còn thương lượng nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà. Một con đường thông như thế này thì chúng ta phù hợp vừa ở vừa làm phòng công ty nha. Bên ngoài có khoảng vỉa hè này quý vị. Và bên trong là lớp cửa cuốn và một lớp cửa gỗ đỏ. Đây là lớp cửa cuốn bên ngoài. Ngoài cổng thì chúng ta có ốp đá này, ốp đá rất là cao cấp nha. Và một lớp cửa cuốn cũng như là một lớp cửa gỗ đỏ bên trong. Nhà diện tích ngang 5,5m, độ dài gần 14m, được xây dựng kiên cố là một trệt một lửng 3 lầu. Với khu vực gara xe hơi ở đây khoảng chừng 6m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ này. Khu vực gara xe hơi gia chủ đang để bộ sofa để tiếp khách nha. Nhà thì nội thất bên trong toàn gỗ đỏ nha quý vị. Được thiết kế là một trệt một lửng và 3 lầu, bao gồm gian sử dụng là khu vực gara xe hơi, phòng bếp phía sau, phòng khách trên tầng lửng, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng đông bắc, phù hợp cho quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch, tây tứ trạch. Và vị trí căn nhà thì nằm sát với đường Phan X, sát với đường Trường Chinh, kề bên chung cư. Và đây là một khu vừa ở vừa làm phòng công ty, nó là tuyệt vời, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, rất là tuyệt vời cho quý anh chị chúng ta mua ở làm văn phòng, mua làm showroom spa, mua làm khu vực để chúng ta kinh doanh buôn bán, thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý luôn. Ở đây chúng ta có tủ gỗ đỏ này, tủ rượu gỗ đỏ nha. Và khu vực cầu thang ở đây với trụ bằng nhôm đúc và tay vịn được làm chất liệu gỗ đỏ. Cầu thang ốp đá rất là cao cấp. Bên trong sẽ là không gian bếp. Không gian phòng bếp thì chúng ta có tường được ốp gạch lên cao tới 3m này. Có giếng trời phía sau, có tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ đỏ, có khu vực để tủ lạnh và có vệ sinh ngay dưới cầu thang này. Đây là khu vực đặt bếp và khu vực bồn rửa xét bát nha. Phía sau là khoảng giếng trời. Nhà thì thiết kế là một lửng và 3 lầu với không gian sử dụng là gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Một căn nhà mặt tiền đường rất là rộng và một khu vực kinh doanh bán rất là sầm uất, có thể mở quán cà phê, showroom, spa. Kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, vừa ở vừa cho thuê, vô cùng sang trọng và tiện lợi. Giá bán chỉ 11 tỷ 950 triệu đồng còn bớt thêm.
thì quý anh chị chúng ta quan tâm có thể gọi cho em Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên trên lầu theo cầu thang lên khu vực không gian tầng lửng nhá. Cầu thang ốp đá rất là cao cấp nha mọi người, nhà làm đầu tư rất là tỉ mỉ cũng như là độ sắc nét rất là cao, nhà thiết kế theo kiểu ba giếng trời với giếng trời bên hông này, đây là khu vực giếng trời bên hông, ngang 5m2, nở hậu 5m rưỡi và độ dài lên tới gần 14m nha quý vị. Khu vực cầu thang ở đây là khu vực không gian tầng lửng, phòng tiếp khách. Tầng lửng này chúng ta có một cái tủ rượu nữa này và ốp gạch rất là cao cấp này, tường trần rất là cao, có nhiều chỉ nổi kết hợp với đèn led chiếu sáng, chúng ta có thể gắn thêm đèn chùm nữa cũng được nhé. Giếng trời phía sau thông với tầng lửng này. Chúng ta đang tham quan không gian tầng lửng căn nhà nha quý vị. Tầng lửng thì chúng ta cũng có tủ rượu này và thiết kế khá là đẹp và hợp lý. Nhà ngang 5m rưỡi rất là hiếm có trên địa bàn phường 15 quận Tân Bình, mà nó còn một ưu điểm đặc biệt là mặt tiền đường, khu vực kinh doanh bán sầm uất cho quý vị chúng ta vừa ở vừa làm văn phòng công ty cho thuê hay là kinh doanh bán đa ngành nghề, một vị trí rất là hiếm nha, rất là đắc địa. Đó, không gian tầng lửng của chúng ta đây. Nhà xây mới tinh nha mọi người, vừa mới xây xong, sổ hồng đang hoàn công. Chúng ta mua bán thì chỉ đặt cọc và khoảng nửa tháng hoàn công có sổ chúng ta sẽ công chứng nha quý vị. Đây là một căn nhà mà đất sổ riêng rồi nên chúng ta yên tâm về vấn đề hoàn công căn nhà nhé. Rồi chúng ta đang theo cầu thang lên tham quan 4 phòng ngủ căn nhà. Nhà thiết kế 3 giếng trời nên rất là thoáng và mát. Khu vực phòng ngủ thì chúng ta có cửa gỗ đỏ này. Đó, vệ sinh trong. Và phòng ngủ thì phía sau này là tới 5m rưỡi nên là rất là rộng, sàn ốp gạch giá gỗ, có tủ áo cũng được làm chất liệu gỗ đỏ luôn. Đây là phòng ngủ nhé. Tất cả các phòng ngủ thì gia chủ đã gắn ống máy lạnh sẵn cũng như là có cửa sổ đa giếng trời và phòng vệ sinh trong. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ phía sau, phòng vệ sinh với bồn cầu nguyên khối, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi cũng như là bồn tắm đứng này mọi người. Đó, đây là phòng vệ sinh nha, ốp đá rất là đẹp. Phòng ngủ phía sau đây, nhà ngang 5 nên rất là thoáng và mát nha. Nhà gần với sân bay Tân Nhất, cách sân bay Tân Nhất khoảng chừng 10 phút đi xe máy thôi, sát bên đường Trường Chinh, khu công nghiệp Tân Bình, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Đây là khu vực không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Thì phòng vệ sinh gia chủ làm đầy đủ nội thất rồi nha quý vị. Và phòng ngủ số 2 phía trước của chúng ta này cũng có tủ áo và sàn và ốp gạch giá gỗ. Phòng ngủ của căn nhà ngang 5 thì nó vô cùng rộng rãi và thoáng mát này. Điều đặc biệt căn nhà mình nó nằm ở cái hông, bên hông của công viên nên chúng ta rất là thoáng, khi mà gió lùa vào rất là nhiều nha mọi người. Ở trong căn nhà này chúng ta phải nói là mát tuyệt vời luôn. Nó không phải nằm chính diện công viên, nó nằm bên hông, những hành lang để xe, những khuôn viên xung quanh của công viên nên gió vào nhà thì nó là tuyệt vời luôn. Đây, cùng quay này, bên hông của chung cư nha nên nó rất là thoáng nha mọi người ơi. Quý anh chị nào xem video căn nhà này thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở, nhu cầu kinh doanh buôn bán của gia đình mình, có thể gọi trực tiếp cho bên em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở hữu căn nhà ngang 5m2, nở hậu 5m rưỡi, độ dài gần 14m, nằm trên trục mặt tiền đường số của đường Phan X, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán gia chủ đưa ra vô cùng hữu nghị cho quý anh chị nào thiện chí mua nhanh. Quý anh chị quan tâm có thể gọi trực tiếp cho bên em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để được bên em tư vấn và dẫn đi xem nhà, cũng như được hỗ trợ vay ngân hàng từ 60 đến 80% giá trị căn nhà và hỗ trợ pháp lý căn nhà. Đây là phòng ngủ số 3 của căn nhà. Phòng ngủ thì chúng ta mới có nội thất cơ bản thôi, bao gồm vệ sinh, tủ áo và các vật dụng cơ bản, còn chúng ta chưa có nội thất. Tiếp tục chúng ta di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 4, phòng ngủ cuối cùng. Quý anh chị nào quan tâm liên hệ sớm bên Hùng, chúng ta sẽ được sở hữu căn nhà với giá tốt, giá tốt nhất luôn nha mọi người. Đây là phòng ngủ cuối cùng căn nhà rồi, quý anh chị đang xem đây.
phòng ngủ những căn nhà ngang năm thì rất là đẹp, ban công thoáng mát, được làm hệ thống nhôm đúc và kế bên chung cư, bên hông của chung cư nên là rất là thoáng mát và chúng ta có thể kinh doanh bán nằm phòng công ty ở đây rất là tuyệt vời. Đó, quá đẹp nha mọi người. Nhà thiết kế theo kiến trúc kiểu tân cổ điển, rất là hầm hố và cao cấp. Phòng vệ sinh của phòng ngủ số 4, nhà mình có 5 phòng vệ sinh nha quý vị. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên bên trên, khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau của căn nhà phố ngang 5m2, nở hậu 5m rưỡi, độ dài gần 14 này. Ta đang di chuyển lên. Trên đây chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha. Đây là khu vực không gian phòng giặt này. Đây là khu vực phòng giặt để máy giặt đây nha mọi người. Sân thượng sau thì mai mốt chúng ta có thể làm được thêm khung bảo vệ để chúng ta phơi đồ khỏi bay. Giếng trời thì đã là ốp kính rồi. Đây là khu vực sân thượng sau nha mọi người. Phía trên thì chúng ta để năng lượng mặt trời và bồn nước trên đỉnh này nha mọi người. Và chúng ta sẽ ra khu vực sân thượng phía trước nha. Sân thượng phía trước căn nhà thì chúng ta có phòng thờ này. Đây là phòng thờ căn nhà. Phòng thờ quá rộng rãi này. Và khu vực sân thượng phía trước ở đây. Đây là sân thượng phía trước của căn nhà quý anh chị đang xem đây. Quý anh chị nào đang có nhu cầu mua một căn nhà để vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa, vị trí đẹp, thì đây Hùng giới thiệu đến mọi người chúng ta một sản phẩm nhà đẹp đối diện chung cư, đường trước nhà tới 12m, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái. Giá bán đang đưa ra rất hợp lệ, 11.950.000 đồng, còn bớt thêm. Ai quan tâm thì hãy gọi cho Hùng sớm nha. Nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại.